đã ban con một của Ngài để tất cả những ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, nhìn lên trên cung thánh, không biết quý cụ ông bà và anh chị em có đặt câu hỏi không? Hôm nay sao tất cả các cha mặc áo hồng hết á? Trong giấy mời của cha xứ là cha cũng đề xin quý cha mang áo hồng. Vậy tại sao thế? Dạ thưa, Chúa Nhật thứ 4 mùa chay được gọi là Chúa Nhật màu hồng. Tại sao Chúa Nhật thứ 4 mùa chay lại là Chúa Nhật màu hồng? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Hôm nay chúng ta cũng tìm hiểu 3 vấn đề. Thứ nhất là chúng ta xem màu hồng nó biểu tượng cho cái gì. Thứ hai, Chúa Nhật màu hồng diễn tả điều gì? Và điểm thứ ba, chúng ta phải làm gì để đạt được cái màu hồng, không phải cái màu hồng ở trần gian này bằng cái áo hay bằng cái đánh phấn màu hồng ở trên mặt, mà được màu hồng vĩnh cửu, nghĩa là được hưởng nhan Thánh Chúa muôn đời. Nói đến đây, xin quý cụ ông bà và anh chị em hôm nay cầu nguyện cho Đức cha Giuse Đinh Bình, vì hôm nay là lần thứ 32 ngày qua đời của Ngài. Xin quý cụ ông bà và anh chị em cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Giuse để Ngài được hưởng cái màu hồng, Ngài khoác cái áo màu hồng và Ngài được hưởng cái vĩnh phúc với Thiên Chúa, là Thiên Chúa với trái tim hồng, nơi vĩnh phúc của Chúa. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu từng điểm một. Thứ nhất, màu hồng tượng trưng cho điều gì? Khi yêu nhau, người ta thường tặng hoa hồng. Mùng 8 tháng 3, các ông, các bà, các ông ơi, các anh này, luôn luôn tặng người yêu của mình hoa hồng. Cụ già cũng tặng hoa hồng, nên bọn trẻ nó hát: cụ già, cụ bà vẫn đẹp sao, cụ ông vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù da rẻ thì nhăn như nhà da khóc, dù xa cách hai ba đường chiến dịch, ta vẫn còn tặng nhau một đóa hoa hồng. Ê, cụ già vẫn tặng cụ ông hoa hồng để biểu tượng tình yêu. Hoa hồng là biểu tượng tình yêu. Trong đám cưới, người ta cũng vẽ hai trái tim màu hồng, nên màu hồng là biểu tượng của tình yêu, niềm vui và hy vọng. Chúng ta nhớ lại, màu hồng là biểu tượng của tình yêu, niềm vui và hy vọng. Do vậy nên hôm nay ban kèn được cử bài hoành tráng. Và đầu bài lễ, ban kèn của giáo xứ Hoàng Xá, chứ không phải của Trại Gạo, đúng không? Của Hoàng Xá đã cử bài rất hoành tráng, rất vui vẻ, diễn tả niềm vui của chúng ta. Và ban ca cũng hát bài ca nhập lễ với cái niềm vui vào cùng Thánh Chúa, tạ ơn Ngài với niềm vui hân hoan bước vào nhà Chúa. Đó là biểu lộ niềm vui của chúng ta, nhưng chúng ta còn biểu hiện niềm hy vọng nữa cơ. Nghĩa là chúng ta cần phải đạt tới cái gì, chứ không chỉ hoa hồng ở trần gian này. Vậy thì chúng ta sang điểm thứ hai, Chúa Nhật màu hồng diễn tả điều gì? Không biết ban ca có biết hát bài này không? Ban ca nào chứ ban ca Hoàng Xá thì bài nào chả biết. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Rồi, đây là bài của ông Francisco. Cái điệp khúc ông hát thế này: trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chung con gần xa, tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa, trái tim nở hoa. Trái tim nở cái hoa hồng á, là cái hoa được cứu độ á. Thế thì chúng ta xem là Thiên Chúa là đấng từ bi lân phất, là tình yêu đấy, là trái tim hồng ấy, Ngài biểu hiện bằng cách nào? Thì chúng ta phải nghe lời Chúa thôi. Nhớ đi lễ phải nghe lời Chúa. Điều đầu tiên ở trong bài phúc âm, Chúa Giêsu Kitô nói với ông Nicodemo rằng khi con người mà canh mà treo con người như ông Môi-se treo con rắn trong hoang địa, chúng ta đi ra ngoài đường thấy ở chỗ cửa hàng dược phẩm ấy, thuốc tây y ấy, người ta thấy có cái biểu tượng là con rắn quấn vào cái gậy, đúng không? Đó là xuất phát từ Kinh Thánh của chúng ta. Có người nói là xuất phát từ thần thoại Hy Lạp, nhưng đích thực là từ trong Kinh Thánh của chúng ta, bởi vì con rắn được đúc
và treo lên, nó có sự tích của nó. Nếu ai học lịch sử cứu độ, các cha biết hết rồi, các sơ biết hết rồi, chỉ có giáo lý viên với các con cố gắng nhớ là tại sao có con rắn đồng nó treo lên như thế, và con rắn đồng nó biểu tượng cái gì. Dân Do Thái đi trong hoang địa, trong hoang địa thử thách nhiều lắm, thế là họ chống đối Chúa, họ chống đối Moses, chống đối Aaron. Ông bảo này, các ông đem chúng tôi đến đây để giết chúng tôi ở đây à? Ở bên Ai Cập chúng tôi chết nhưng mà được ngồi bên nồi rượu và những chén rượu, chứ nói nồi thịt và những chén rượu thật ngon. Vậy mà ông dẫn chúng tôi vào đây ăn manna nó chán lắm rồi, ăn chim cút cũng chán phè phè, chán lắm rồi. Thôi bây giờ các ông làm sao thì làm, cho ông tôi ăn uống no say đi. Chống đối Chúa. Chúa can nhiều lần, Chúa nói nhiều lần, nhưng họ không nghe. Cuối cùng Chúa cho rắn lửa nó bò ra, nó cắn. Úi dồi ôi, nó cắn chết thằng mấy trăm người. Các bố khiếp vãi nè. Trẻ nó vãi nè. Thế là chạy đi ông Moses, ông ơi ông cầu khấn Chúa bây giờ cho ông tùng rồi chết mất. Chúa cầu xin, ông Moses cầu xin Chúa. Chúa bảo đúc một con rắn bằng đồng treo lên, ai nhìn vào con rắn đó thì được khỏi. Thế là ông Moses đúc con rắn đồng treo lên cây thập giá, để những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng đó thì được cứu. Từ đó có cái tích là ở trong cái hiệu thuốc ấy mà người ta làm con rắn lên đấy, những ai bị bệnh đến với những cái thuốc này thì sẽ được cứu. Nhưng mầu nhiệm sâu xa của nó là nhìn lên con rắn đồng mà ông Moses đúc đến. Và đến thời Tân Ước thì nhìn lên Đức Giêsu Kitô bị treo trên thập giá thì sẽ được ơn cứu độ, được chữa khỏi bệnh tật. Sự tích là như thế. Còn chúng ta sang cái bài đọc 2, ở bài đọc 1 hôm nay, dân Do Thái tại sao ban ca hát bài lưỡi xương ca sẽ dính với họng nếu tôi không tưởng nhớ tới Sion. Rất hay. Bài đáp ca rất hay, anh chị em hát tuân thật như dàn hợp sướng vậy, nghe nó hay lắm. Lưỡi xương ca sẽ dính vào cổ họng nếu tôi không tưởng nhớ tới Sion, thì nó có tích sự như bài đọc một chúng ta nghe. Dân Do Thái lại phản bội Chúa, lại chống đối Chúa, lại xa lìa Chúa. Chúa sai các tiên tri, sai rất nhiều người đến nói, nhưng họ bỏ ngoài tai. Cuối cùng Chúa phải dùng biện pháp mạnh, đó là cho uống một thứ thuốc đắng. Thuốc đắng chứ không phải thuốc độc nha. Thuốc đắng để giã tật, nghĩa là cho dân bị lưu đày. Dân Do Thái có hai cuộc lưu đày. Lưu đày thứ nhất vào năm 722 trước Công nguyên, đó là vua Sargon II của dân Assyria đã sang chiếm đóng ở bên cái số Israel phía bắc, bắt toàn bộ những con người ở phía bắc đi lưu đày ở bên Assyria. Và 300 năm sau, năm 598, thì vua Nabucodonosor là vua của đế quốc Babylon đã sang đánh chiếm miền Juda, bắt toàn bộ dân Do Thái, dân Juda đi lưu đày ở Babylon. Trong thời kỳ lưu đày chịu mọi sự khổ cực, và họ đã tưởng nhớ đến Chúa. Nhưng có một điều dân cảm nghiệm thế rằng mình đi đâu không có Chúa ở cùng, mình trong sa mạc Chúa ở cùng. Chúa chịu những sự đau khổ, chịu những vất vả với dân. Sang Babylon cũng vậy, sang Babylon Chúa cùng chia sẻ những đau khổ của dân Babylon. Lúc đó dân Babylon với tưởng nhớ đến Chúa, với hát bài ca bờ sông Babylon ta ra ngồi nức nở, mà tưởng nhớ Sion trên những cành dương liễu ta tạm gác cây đàn. Lũ lính canh tức là quân Babylon ấy, nó chê diêu nó mà hát đi. Bây giờ mày hát đi, hát diêu thánh Sion đi, hát để Chúa cứu mày đi. Nhưng dân Do Thái nói bài ca kính Chúa Trời làm sao ta hát nổi nơi đất khách quê người. Họ ngồi bên bờ sông Babylon than vãn kêu van, và Chúa nói ta vẫn ở cùng chúng con. Thiên Chúa không bỏ rơi dân Ngài. Thiên Chúa phạt nhưng mà Thiên Chúa cùng chịu phạt với dân. Kể chuyện này cho nó bà con dễ nhớ. Có một cháu kia nó cũng đi chơi, đi học trong đi chơi, đi trốn đi chơi game. Bố về bố phạt. Bố bảo hôm nay á là không được ngủ với bố mẹ, không được nằm trong phòng mát, không có quạt, lên gác trên kia, mùa nóng lên gác trên kia mà nằm. Không cho nằm chung nữa. Phạt bằng cách đấy. Đi chơi mà.
Đi chơi về mà không đi học, đi chơi là phải phạt thôi. Nếu tha cho nó lần sau nó cứ thế. Thôi con ạ, lần này trót vậy lần sau cứ thế. Thế thì hỏng hết. Ông phải phạt, phạt bằng cách là không cho ngủ bố mẹ, lên trên gác kia mà ngủ, một mình ngủ trên đấy, sợ ma thì sợ, nóng thì nóng, không cho quạt, không có điều hòa. Thế thằng con không nghe lời bố mẹ lên trên đó. Nhưng bà mẹ nghĩ khổ quá, mình nằm trong phòng điều hòa nhiệt độ các thứ mát mẻ thế này, con nó ở trên đó nó nóng sốt như thế, nó chịu sao được. Thế là bà mẹ trèo lên trên gác ngủ cùng thằng con. Ông bố cũng nghi bụng, trời ơi, mình phạt nó không phạt không được, bao giờ để nó một mình nó sợ ma, mà nó không ai quạt cho nó, nó trên nó nóng như thế, một mình nó trên đấy thì khổ thân nó quá. Ông bố cũng vác cái quạt, không vác quạt máy đâu nha, quạt Sanimo này này, ấy, cái quạt mo, lên trên đấy nằm ngủ, quạt cho con ngủ. Để nói lên rằng, à, bố mẹ chia sẻ với con, bố mẹ đau lắm khi phải phạt con, nhưng vì thương con bố mẹ phải phạt và bố mẹ cùng chịu với con. Thiên Chúa cũng ta cũng vậy, Thiên Chúa yêu thương con người, nên mặc dù con người phạm tội, Thiên Chúa không bỏ rơi và sai con một của Ngài đến trong thế gian này để cùng chịu đau khổ với con người, để cứu vớt con người. Đó chính là quả tặng tình yêu, đó chính là màu hồng trái tim của Thiên Chúa. Nên diễn tả Chủ nhật thứ 4, Chủ nhật màu hồng, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, diễn tả niềm vui của Thiên Chúa, diễn tả niềm vui của dân Israel và diễn tả niềm vui của mỗi người, cũng như hy vọng của mỗi người chúng ta hôm nay. Như vậy, chúng ta muốn được có hoa hồng, muốn được cứu độ, thì điểm thứ hai là chúng ta phải làm gì để có màu hồng? Thưa, điều đầu tiên phải tin vào Đức Giêsu Kitô. Và tất cả mọi người chúng ta đây đều tin vào Đức Giêsu Kitô hết à? Tin hết à? Không ai không tin. Nếu không tin chả đi thổi kèn làm gì, không tin chả đi hát làm gì, không tin chả phải ngồi đây làm gì. Tin và hy sinh vì niềm tin đó, nên ban kèn, ban ca, ban trống, ngày đêm tập luyện để diễn tả niềm tin của mình. Chứ còn nếu có ông đi thổi, nói thật ý, đi đám tang cái thì ít nhất công được 5 triệu, nhưng mà đi thổi ở nhà thờ này có ai cho ông đồng nào đâu. Mà thổi không hay nó còn chê cơ, thổi như đấm vào tai. Nhưng mà nó mình niềm tin mà. Nhưng mà đức tin phải có việc làm, đó là chúng ta biểu hiện việc làm. Nhưng đức tin còn biểu hiện ở một chỗ là cần phải sám hối trong suốt tuần qua. Cha xứ đã mời ngay nào cũng 5-6 cha về đây để cho quý của ông bà và anh chị em dệt nên những bông hoa màu hồng ở trong tâm hồn mình. Đó là sự ăn năn sám hối. Ăn năn sám hối nhìn nhận cái tội mình quan trọng lắm, nhưng ít khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi mình lắm. Hôm nay không có chiên non ở đây. Chiên non màu hồng nó đi đâu hết con nhỉ? Mà quản đi đâu hết, nó ngồi đâu? Ngồi trên kia, đúng rồi. Đấy, nó ngồi trên đấy chứ ngồi đằng này ấy là cứ nhìn mà quý cô ông bà mà anh chị em ở dưới không nhìn thấy đâu. Bọn tôi trên là nhìn thấy bọn nó đọc kinh thú nhận. Nó lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Mọi đằng nó đứng thằng bên cạnh. Nó đứng cánh bên cạnh. Nó lỗi tại tôi nhưng đấm được cái bên cạnh, nhưng lỗi tại mày nhưng lỗi tại tao. Ấy thế còn có nhiều người còn được vào xưng tội nữa. Xưng tội toàn kể xấu người khác đấy. Thưa cha là con, nói thật là con nóng, con chửi. Nhưng mà nó là mỗi tội là bởi đứa con dâu con ơi, nó hư lắm cơ. Nó đi nó chẳng chào con, nó về nó chẳng hỏi con rồi. Nó chẳng có tôn kính con gì, con tức quá con chửi nó. Thế là xưng tội con dâu, xưng tội mình đâu. Rồi ông nói ông ấy bảo thưa cha con khổ lắm cơ. Con này không muốn chửi đâu, nhưng cái nhà con nó khổ lắm. Nó nói suốt ngày, nói từ chập tối nửa đêm đến sáng. Rút điện ra nó còn nói. Con không chịu được nên phải chửi. Thế là xưng tội bà chứ không xưng tội ông đâu. Nên phải lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Giống như dân Babylon ngày xưa ra ngồi nức nở bên bờ sông Babylon, như bài đáp ca mà ca đoàn hát. Ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Sion, nhớ tới ân huệ của Thiên Chúa, nhớ tình yêu của Thiên Chúa, để mà nức nở, để mà ăn năn sám hối. Như thế Chúa mới gửi đến, mà không phải gửi ai, gửi một ông vua, vua Ba Tư. Ông Khiro là vua Ma Tư, là người ngoại đạo. Ông tha cho dân, đồng thời ông lại khuyến khích toàn dân góp tiền lại xây dựng lại thành Jerusalem. Đó là niềm vui và hy vọng và niềm hãnh diện của dân Israel, bởi vì dân đã ăn năn sám hối. Nên dù cho bao quen bao phen con yếu đuối,
thành tâm xin ăn năn thống hối là Ngài lại thứ tha. Chú lại thứ tha. Trong nhà thờ ở bên, ở đây có các cha, trong nhà thờ ở bên Tây Ban Nha có tượng mà mỗi đóng đinh mỗi tay này, còn tay này thõng xuống thế này, tay này cứ giơ thế này, giống như dòng chú thương xót. Ta kể chuyện có một ông này, ông vào xưng tội. Xưng tội thì cha bảo thôi nhớ nha, từ nay chừa tội nha, từ nay không được phạm tội nữa nha. Thế tháng sau đến xưng tội là yên tội cũ. Cha bảo đã bảo phải phạm tội mà ta phải chừa tội, tha chết chẳng tha phạm tội, mất lòng Chúa mà. Ông bảo thế cha tha cho con trót mỗi lần này thôi. 3 tháng sau ông đến bảo thế nào, tình hình có đổi mới không? Thế cha con vẫn yên như cũ, mà có khi con này còn năng suất hơn cùng kỳ năm ngoái. Cha bảo xéo ngay, xéo ngay, không ăn năn sám hối là mưa phép về tội, cút ngay, không nè. Anh này buồn lắm, anh lững thững, anh bước ra khỏi nhà thờ thì bỗng nhiên từ trong gian cung thánh có tiếng nói: con ơi, quay lại đi con, quay lại đây con. Từ trên thánh giá, Chúa Giêsu tự tháo cái đinh ở trong tay, Chúa giơ tay lên: ông ấy không tha cho con thì cha tha cho con, nhân danh cha và con và thánh thần, con hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Và hiện nay ở bên Tây Ban Nha vẫn còn cái nhà thờ đó. Lòng Chúa thương xót, miễn là mình ăn năn sám hối thực lòng. Còn nói thật với quý cụ bà và anh chị em, không ai là cái người nắm tay đến tối gối đầu đến sáng đâu. Nên cố gắng à, đó là ăn năn sám hối. Nhưng mà ăn năn sám hối chưa đủ, mà phải làm việc bác ái nữa cơ, làm việc tốt nữa cơ. Chứ ăn năn sám hối không chưa đủ. Tôi đi rửa xe cách đây 3 ngày, rửa xe ở ngay chỗ tòa giám mục Thái Bình đó. Đến cái nhà đấy, cái anh chị rửa xe đơn sơ thôi, trong cái tủ nhà anh đề mùng 8 tháng 3 chúc mừng vợ yêu xinh đẹp. Mùng 8 tháng 3 chúc mừng vợ yêu xinh đẹp. Thế tôi bảo thử ngó xem chị xinh đẹp tới mức độ nào. Bảo à, chị này khiêm tốn về chiều cao và phong phú về chiều ngang. Thế mà vợ đẹp á? Vợ đẹp không ạ? Vợ đẹp. Nhưng mà bà chị bà vợ bằng 25, ông ngồi đang cắm hoa. Ông bảo: này anh bác ơi, nhà em vậy nó tài lắm, nó cắm hoa, nó biết cắm hoa. Em này vợ chả biết cắm gì mà chồng cắm đẹp lắm, và nó còn thổi cơm nấu nước còn giỏi hơn em cơ. Tôi bảo: chị ơi, chị hạnh phúc lắm, tôi được hiếm được người chồng khen vợ như thế, và hiếm được, nói thật với anh ấy, hiếm được người vợ khen chồng như vậy. Biết khen nhau, biết nâng đỡ nhau. Anh ta lại nói: tôi dặn các cháu, tôi bảo các cháu nhà tôi quan tâm đến mẹ nhiều hơn bố. Có ông nào nói với con vậy không? Bên lương nhá, ngay bên cạnh bây giờ cái khẩu hiệu còn nguyên ở trong tủ nhà anh ấy: con quan tâm đến mẹ nhiều hơn bố nhá. Mẹ 9 tháng chưa mang con nhá, 3 năm bú mớm vất vả vì con lắm. Còn bố quan tâm cũng được, không quan tâm được, nhưng phải quan tâm đến mẹ. Gia đình nó biết khen nhau, nó biết khen nhau à. Khen nhau là tặng cho nhau những quà tặng yêu quý nhất, những bông hồng hay nhất, tạo nên cái niềm vui trong gia đình. Thiếu gì cách khen nhau. Nên nó béo bảo: ôi rồi phúc hậu thế nhỉ. Nó cao bảo: ôi thế có chiều cao giống như hoa hậu vậy. Ơi bây giờ các bà mày, ông chồng ông đóng cho cái đinh, đóng đinh nơi này, ông này chắc đóng không hay, nhưng cô ông khác đóng đinh. Vợ bảo: ô công nhận chồng đóng hay thật đấy. Vợ đóng là cứ tuét cái đinh ra, thỉnh thoảng mà đóng, hay là anh đi vắng em đóng là cứ nó vào tay hoặc nước vào tường rất là. Công nhận anh giỏi thật, thằng chồng vứt cái búa cái phịch kia, con trai nó phải thế chứ. nó khen nhau mà. Cuộc sống để tạo nên những hoa hồng trong cuộc sống của chúng ta. Nói như vậy để chúng ta nói nhỉ, mùa chay mời gọi chúng ta nhìn lại để biết mình đang sống trong ánh sáng hay bóng tối sự chết, đang sống trong màu hồng của niềm vui và hy vọng hay màu đen của nỗi buồn và thất vọng. Chúng ta hãy đến bệnh viện của Chúa Giêsu là hội thánh để kiểm tra sức khỏe tâm hồn. Tuần vừa rồi mở những cái bệnh viện, mở những phòng khám tại đây miễn phí, và chúng ta được Chúa Thánh Thần, được Chúa chữa lành bệnh tật, tập các nhân đức và giải trừ các thói hư như kinh cải tội 7 mối có 7 đức đã dạy chúng ta. Sống như vậy, không những cuộc đời hiện tại của chúng ta sẽ có nhiều màu hồng của niềm vui và hy vọng, sẽ át đi màu đen của nỗi buồn và thất vọng, và đặc biệt chúng ta có được màu hồng của ơn cứu độ, đó là được sống đời đời bên Chúa. Amen.